Hồ Ngọc Hà và những nghi vấn bị kẹt mặt vì đàn ông. Bộ ba mỹ nhân tên Hà giãn nứt chỉ vì Hồ Ngọc Hà. Hà Hồ, Maya và đồn đoán không ưa nhau vì đại gia Kim Cương. Hai chị đại Vbiz cũng không thoát được tranh cãi về Kim Lý. Từng suýt bị Phương Thanh vuốt má khi vướng nghi vấn giật chồng Thu Phương. Trước khi hạnh phúc viên mãn bên Kim Lý, Hồ Ngọc Hà từng có quá khứ không mấy thuận lợi khi liên tiếp vướng vào tin đồn giật bồ, giật chồng người khác. Một trong những tin đồn gây ồn ào nhất sự nghiệp của Hồ Ngọc Hà đó là chuyện tình ba người giữa cô, Maya và đại gia Kim Cương. Được biết, đại gia Kim Cương năm đó vướng tin đồn yêu đương với hai mỹ nhân Vbiz gồm Hồ Ngọc Hà và Maya. Trong khi Maya có thời gian dài hẹn hò kín tiếng, không hề công khai với bên ngoài thì Hồ Ngọc Hà tuy không xác nhận hẹn hò, nhưng lâu lâu lại để lộ ra khoảnh khắc thân thiết bên đại gia. Câu chuyện bùng nổ hơn khi Maya tham gia chương trình The Remix, dùng đúng câu thoại trong bộ phim của mình để mỉa mai Hồ Ngọc Hà đang ngồi trên ghế ban giám khảo. Cả hai người đẹp tuy không có va chạm trực tiếp, nhưng những đấu tố ngầm khiến netizen nhận định mối quan hệ giữa Maya và Hồ Ngọc Hà không hề tốt đẹp. Gần nhất, Maya có lên tiếng giải thích, cho biết cô và Hà Hồ đơn giản chỉ là đồng nghiệp cũ, có gặp lại tại show cũng qua chào hỏi nhau. Dĩ nhiên, netizen cũng hiểu được, trong câu trả lời của Maya thì màn chào hỏi của hai nữ nghệ sĩ 3 phần sượng sùng, 7 phần như ba. Trước Maya, mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà cùng Tăng Thanh Hà và Thân Thúy Hà khá tốt. Hà Hồ không ít lần giữ chung sự kiện với Hà Tăng, nhưng sau đó cả hai cạch mặt lẫn nhau vì tin đồn yêu chung đại gia đô la. Hồ Ngọc Hà là người chiến thắng, có được khoảng thời gian hạnh phúc chung mái nhà với Cường Đô La, đồng thời có con trai chung là Subel. Còn Hà Tăng cũng cưới đại gia, viên mãn và tất nhiên không bao giờ nhắc lại cái tên Hà Hồ. Với Thân Thúy Hà Hồ cũng từng rất thân thiết. Chuyện kể rằng xưa kia Hà Hồ và Nam lập nghiệp, được Thân Thúy Hà giúp đỡ, thậm chí còn có quãng thời gian ở chung nhà, thân nhau như ruột thịt. Mà thời điểm đó, Thân Thúy Hà đang yêu Tuấn Hưng. Nào ai có ngờ sau những lần tới chơi, Tuấn Hưng và Hà Hồ bén duyên. Ngay cả hai công khai thì cũng là lúc Hà Hồ dọn ra khỏi nhà Thân Thúy Hà. Từ đó, chị em mệnh ai nấy sống, Thân Thúy Hà cũng được bài học cay đắng tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân. Cũng từ đó về sau, khi được hỏi về Hồ Ngọc Hà, Thân Thúy Hà thẳng thắn trả lời tôi không quen biết. Xa xưa hơn nữa, Hồ Ngọc Hà từng suýt bị Phương Thanh vuốt má vì tin đồn giật chồng Thu Phương. Thời điểm đó, Hồ Ngọc Hà bị cho là có qua lại mập mờ với Huy MC, dư luận đồn rằng vì nguyên do này mà Thu Phương và Huy MC đường ai nấy đi. Vì là bạn thân của Thu Phương, nên Phương Thanh được cho là đã dạy cho Hồ Ngọc Hà một bài học. Tuy nhiên, phía chị Tranh tiết lộ bản thân chỉ mới dọa và nhờ Xuân Lan chuyển lời chứ chưa ra tay. Còn Hà Hồ, cô cũng một mực phủ nhận mối quan hệ với chồng cũ của Thu Phương. Những năm gần đây, với người chồng hiện tại là Kim Lý, Hồ Ngọc Hà cũng trải qua 7749 tin đồn giành giật mới có được cái kết viên mãn. Nghe đồn năm đó, Trương Ngọc Ánh và Kim Lý là người yêu của nhau, sau không biết vì nguyên nhân gì mà cả hai đường ai nấy đi. Kim Lý sau cùng yêu đương với Hồ Ngọc Hà và về chung một nhà. Nay cả hai đã có một trai một gái và một gia đình hạnh phúc. Cũng là lúc mà Hà Hồ trút bỏ hết những đồn đoán giật chồng giật bồ, xây dựng lại hình ảnh người mẹ yêu chồng thương con, mê công việc.